Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại nhà xác Bệnh viện Trưng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 2 tháng 8 năm 2013. Rất đông người thân của nạn nhân Nguyễn Thiện Tâm, 21 tuổi, quê ở tỉnh Bình Thuận, đang thực hiện những thủ tục cuối cùng để đưa thi thể anh về mai táng. Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 13 giờ cùng ngày, Tâm cùng Nguyễn Minh Pháp và người bạn tên Nam, cùng 21 tuổi, quê ở tỉnh Bình Thuận, đi trên một xe gắn máy ăn cơm trưa trở về. Khi đến đoạn giao cắt giữa hẻm 52 Tô Hiến Thành và hẻm 7A Thành Thái, phường 14, quận 10, thì va quẹt xe với Nguyễn Minh Thông, 31 tuổi, thường trú ở quận Tân Phú. Hai bên cãi vã dẫn đến xô xát, Tâm, Nam, Pháp xông vào đánh Thông khiến Thông bỏ chạy. Ba thanh niên này tiếp tục đi trên xe máy đuổi theo Thông. Đến trước cửa hàng tạp hóa và dán keo điện thoại trên đường Thành Thái, Thông chạy vào lấy một cây kéo rồi đâm Tâm một nhát chí mạng vào cổ. Tâm gục ngay tại chỗ, Thông tiếp tục lao lại, đâm vào đầu Pháp và đâm vào lưng Nam. Tuy nhiên Pháp và Nam chỉ bị thương nhẹ. Cả hai nhanh chóng đưa Tâm vào bệnh viện cấp cứu nhưng Tâm đã chết, Thông bị bắt ngay sau đó. Được biết Tâm và Nam đang theo học tại trường trung cấp nghề số 7. Pháp vào Thành phố Hồ Chí Minh được một ngày thì xảy ra sự việc trên. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.